là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ dạy hạnh, biết là trung thiện. Chư thiên đã vân tập các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành tha, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 60 tiếp theo, tương hợp thuộc tánh đối với tâm 14 thuộc tánh bất thiện. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Từ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Còn kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiên tôn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp tục với bài tương hợp thuộc tánh đối với tâm ở trong giáo trình thắng pháp ở tầm mắt. Hôm nay thì chúng ta học đến mười bốn cái thuộc tánh bất thiện. Trong đó chúng ta chia làm năm nhóm, tức là những cái 14 tâm sở bất thiện phối hợp với tâm như thế nào. Nhóm si phần, tức là bất thiện biến hành, thì cái này nó dễ học, dễ nhớ rồi. Còn nhóm tham phần gồm có tham thì ký nhân mạng, nhóm sân phần tức là nhóm tật, sân tật lẫn hối, nhóm hâm phần là không cầm và thị miên. Chúng tôi xin đề nghị dưới là bài học của sư tự tri chính lại dùm cái chỗ nhóm hôn phần đó, một đơn hôn trầm và thị miên chứ không phải là nghi hoặc. Sự tự tri có mặt ở trước ngoái không ạ? Cái nhóm nghi phần tức là nghi hoặc, thì như vậy hôn phần đây là hôn trầm thị miên, chữ nghi hoặc bỏ đi, chúng ta đổi thành chữ thị miên. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học. Và khi mà cô đọc, nếu có sửa kịp thì sửa, còn không thì cô nhớ cái chỗ mà hôn phần, nhóm hôn phần là hôn trầm thị miên. Cô nhớ hai chữ đó. Rồi sau khi đọc bài xong, thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng sư hôm nay sẽ bắt đầu giảng giải ý nghĩa bài học này. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tử Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, kính bạch Ngài Tử Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng chỉ dùm cho con đọc bài. Bây giờ con đọc từ nhóm ngang qua, có phải không? Hay là con đọc thuộc tánh xong xuống hết nhóm suy phần, xuống hết tới dưới. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin phép được đọc bài. Dạ, nãy giờ con gọi để Đức Tự Tri hoài gọi không có được, nên tụi con phải hỏi trên rừng. Dạ, 14 thuộc tánh bất thiện. Thuộc tánh nhóm si phần, si vô tàm, vô ý, dao động. Tâm tương hợp với 12 tâm bất thiện. Chú thích: bốn thuộc tánh si phần gọi là nhóm bất thiện biến hành vì có mặt trong tất cả trong tâm bất thiện. Trong bốn thuộc tánh này thì thuộc tánh si tức là vô minh mang ảnh hưởng sâu rộng vân vân trên cả hai phương tiện, hai phương diện, hai trên cả hai phương diện vĩ mô và bình diện rộng. Nhóm tham phần, tham tà kiến ngã mạn thuộc tánh tham tương hợp với tất cả tám tâm tham thuộc tánh tà kiến, tương hợp với bốn tâm tham hợp tà. Thuộc tánh ngã mạn chỉ tương hợp tâm tham ly tà một cách bất tịnh. Chú thích: thuộc tánh tà kiến và ngã mạn chỉ có mặt trong tâm tham, hai thuộc tánh này không bao giờ có trong tâm si như nhiều người quan niệm. Hai thuộc tánh tà kiến và ngã mạn không bao giờ đi chung với nhau. Nhóm sân phần, sân tật lận hối tương hợp với hai tâm sân. Chú thích: ba thuộc tánh tật lận hối không đi chung và có tính cách bất định. Không phải khi nào có tâm sân cũng phải có một trong ba thuộc tánh này. Nhóm hung hận, hôn trầm, thị miên tương hợp với bốn tâm tham hữu trợ và tâm sân hữu trợ. Hai thuộc tánh hôn trầm và thị miên không có trong những tâm vô trợ mà chỉ có trong những tâm hữu trợ, nhưng gọi là có cũng bất định, nghĩa là không phải khi tâm hữu trợ sanh thì luôn phải có. Nghi phần, nghi hoặc chỉ tương hợp tâm si hoài nghi, đây là thuộc tánh trong 52 tánh chỉ với một tâm. Nữ và nghĩa, trong môn học thắng pháp, cách phân nhóm và tên gọi rất quan trọng. Thay vì nói tâm thức và vật chất thì gọi là danh và sắc. Danh pháp là hiện tượng tâm lý bao gồm tâm và thuộc tánh của tâm. Do vậy bốn uẩn thọ tưởng hành thức được gọi là danh hai tứ danh uẩn. Nên cẩn thận khi trở lại những ý nghĩa về thuộc tánh của tâm, người học cần luôn ghi nhớ là có sự khác biệt lớn giữa cách nói vĩ mô và nói trên bình diện. Không phân rõ điều này đôi khi tạo nên những vấn đề, ví dụ theo tạng kinh thì xúc tạo nên cảnh thọ, nhưng theo tạng thẳng pháp thì xúc là thọ đồng sanh mỗi sát na. Dạ, tới những cái bản minh họa thì kính mời đạo tràng vào nét của Lan Dân Nguyệt Dựa đưa lên. Dạ, con đã đọc chánh văn xong, con xin thay mặt đại chúng trong rừng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Thượng Tọa, đảnh lễ chư
Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bắt đầu từ tuần tới trở đi, có lẽ là chúng tôi sẽ thay đổi lại. Thay vì có bài giảng riêng và cái thuộc tánh riêng, xin vào và các biểu đồ riêng, thì có lẽ là sau mỗi một cái chú thích, chúng tôi cho phần biểu đồ đi theo sau, để quý vị có thể tiện dịp theo dõi hơn. Thứ nhất là chúng ta những tuần trước đã đi qua cái thuộc tánh tợ tha. Tợ tha có nghĩa là nó đi với thiện là thiện, nó đi với chánh thảo là chánh thảo, đi với bất thiện là bất thiện. Nhưng mà trong tuần này thì chúng ta lại nói đến 14 thuộc tánh tịnh hảo. Và dĩ nhiên là người học đó chỉ tập chú vào những cái thuộc tánh tịnh hảo này đối với những thuộc tánh bất thiện này trong cái sự tương hợp với tâm bất thiện. Yeah. Thuộc tánh tịnh hảo, thuộc tánh bất thiện không có tương hợp với tâm vô nhân hay là tâm tịnh hảo. Tuy vậy, chúng ta nên hiểu rằng cái ảnh hưởng của những cái thuộc tánh bất thiện này đi xa hơn, rộng hơn, tế nhị hơn là những con số mà chúng ta gọi là tương hợp giữa tâm và thuộc tánh. Ở trong đó đặc biệt là hai cái thuộc tánh mà chúng ta được biết đó là thuộc tánh si, tức là vô minh, và thuộc tánh tham, tức là ái dục. Thì thưa vị, hai thuộc tánh này trên phương diện vĩ mô mà nói đó, thì nó lại không có rộng bằng ở trên cái cách nói đại loại bình diện rộng. Và chúng ta nhớ rằng cái vai trò phổ minh và ái dục không phải chỉ được đề cập đến trong kinh Tạng, mà đề cập đến trong Thắng Pháp Tạng nữa. Vì vậy, khi mà chúng ta đi vào những cái thuộc tánh này đó, thì chúng ta nên nhớ là chúng ta đang đề cập đến sự tương hợp, nghĩa là nó có mặt trực tiếp ở tại đó, nhưng mình đừng nghĩ rằng nó chỉ có ảnh hưởng trong cái phạm vi đơn giản như vậy. Lấy một cái ví dụ là sở dĩ mà chúng ta còn đau khổ và còn sống mà không nhận ra sự thật, đơn giản là tất cả mọi thứ đều là vô thường. Nhưng mà khi đối diện với vô thường thì chúng ta không thể chấp nhận vô thường được. Dạ, mặc dù chúng ta biết đó là vô thường, nhưng mà chúng ta vẫn buồn, vẫn muốn nó khác đi. Thì cái đó chúng ta gọi là vô minh. Và Đức Phật và chư vị hoàn toàn giác ngộ, thì các ngài đã đoạn tận vô minh, nên các ngài sống một thái độ khác. Ở trong số những người mà đi theo Đức Phật cho đến giờ phút cuối đời của ngài, gọi là kề cận, đó không phải là chỉ là quy Phật mà là kề cận sát Đức Phật đó, thì chúng ta thấy có hình ảnh của chư vị La Hán, thí dụ ngài Anuruddha có mặt khi mà Đức Thế Tôn viên tịch. Ngài Anuruddha đã bằng cái năng lực siêu nhiên của mình, theo từng cái chặt tư tưởng của Đức Phật, trong cái thế là xuất nhập các tầng thiền, ngược và xuôi, xuôi ngược, vân vân. Cho đến khi Đức Thế Tôn về viên tịch, thì ngài Anuruddha, ngài có cái tâm thanh thản hoàn toàn, bởi vì ngài là vị đoạn tận vô minh. Trong lúc đó thì một vị đệ tử khác của Đức Phật là một vị thì như vậy, khi mà chúng ta nói đến thuộc tánh si và nó chỉ có mặt ở trong 12 tâm bất thiện đó, thì chúng ta nói về phương diện vĩ mô. Và đặc biệt trong trường hợp này thì phương diện vĩ mô đó nó có tính cách rất là giới hạn, đừng hiểu là toàn diện. Dạ, chúng ta được hiểu toàn diện mà chúng ta phải hiểu ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như là Đức Phật ngài
dạy về hai cái pháp mà hộ trì thế gian này, Ngài nói là tàm và quý. Và trong tâm bất thiện thì có hai cái thuộc tính vô tàm vô quý. Thì cái vô tàm vô quý và tàm và quý ở trong các thuộc tính đó, dĩ nhiên đó là chi pháp của tàm và quý, chi pháp của vô tàm vô quý. Nhưng mà khi chúng ta học ở tại đây á, thì chúng ta học chỉ gói gọn ở trong 12 tâm bất thiện thôi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu về phương diện lý pháp đó, thì thưa quý vị, nó lại có những cái chiều kích lớn hơn. Và ở đây cũng nói thêm một cái điểm khác trước khi chúng ta trở lại với bài học. Đó là thuộc tính về tham. Thuộc tính tham nằm ở trong ba cái gọi là tham phần. Thì khi mà chúng ta nói tham ở đây đó, thì nó chỉ hợp ở trong tâm bất thiện. Và hơn thế nữa, nó chỉ có mặt ở trong tám tâm tham. Nó không có nhiều. Nhưng mà ở trên cái bình diện rộng, phương diện sanh tử đó, thì thứ vị thuộc tính tham, nó là ái. Và ái là lớn lắm, rộng lắm, ảnh hưởng nhiều lắm. Không có dục ái thì chúng ta không có sanh tử trong cõi dục. Không có sắc ái, chúng ta không có sanh tử trong cõi sắc. Không có vô sắc ái, chúng ta không sanh tử trong cõi vô sắc. Thì như vậy đó, cái thuộc tính tham mà mình nói rằng nó hợp với tâm bất thiện đó, nó là một cách nói rất là vĩ mô. Nhưng mà ở một cái phương diện khác đó, như là chúng ta học trong giáo lý duyên khởi đó, là ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh đó, thì chúng ta thấy cái vai trò của cái thuộc tính tham đó, nó ở cái mức độ mà sâu rộng, tế nhị, lớn hơn nhiều. Vì những điểm này đó, khi nào mà chúng ta học về duyên sinh và duyên hệ, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái chiều kích to lớn ở đây đó. Không có nên quan niệm rằng chúng ta đã học qua về trạng thái, về nhân cần thiết, về pháp đồng sanh, về sự thành tựu của các cái thuộc tánh, và bây giờ chúng ta nói về sự tương hợp của thuộc tánh đối với tâm, thì như vậy là chúng ta học hết. Thật ra thì thưa quý vị, trong mỗi một phần, ở trong mỗi một cái đề tài của thắng pháp đó, thì chúng ta chỉ nói đến một số và một số cái yếu tố chứ không có nói nhiều. Sở dĩ chúng tôi phải dài dòng đi vào như vậy đó, là bởi vì chúng tôi ngại rằng đôi khi chúng ta học rằng tâm này nó chỉ tương hợp với 12 tâm bất thiện, hay tương hợp với 8 tâm tham, với 2 tâm sân, 2 tâm si, thì chúng ta nghĩ rằng những cái tâm này nó không có đóng vai trò lớn. Thật ra vai trò của nó lớn lắm, mà chúng ta không có chúng ta không mừng tượng hết. Ví dụ như là chúng ta nói đến chữ dốt, là bây giờ một người mù chữ không biết chữ, thì cái sự mù chữ không biết chữ này đó, nó đơn thuần là cái chuyện không biết đọc thôi. Nhưng mà cái ảnh hưởng sâu xa của cái không biết chữ vào trong cuộc sống hàng ngày đó, thì nó khó lường lắm, và nó lớn lao lắm, vô minh cũng vậy. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta đọc vào trong 14 cái thuộc tánh bất thiện đó, thì chúng ta thấy chia thành năm. Cái năm này đó, thì chúng ta gọi là năm nhóm đó, thì nó cũng không hẳn là như vậy. Nhưng mà nói không phải thì cũng hẳn là như vậy. Bởi vì nó có vấn đề mà nó hơi lấn cấn cho chúng ta đó. Đó là đúng là 14 mình chia thành năm. Thì trong đó lại có một cái thuộc tánh sau cùng nằm riêng lẻ. Nó không thuộc 14 nhóm kia. Và đó là thuộc tánh nghi hoặc. Thì vấn đề ở tại đây đó là, gọi là nhóm thì phải có nhiều thứ nó mới thành nhóm được. Có mình làm đơn độc sao là nhóm. Nhưng mà tại vì chúng ta phân nhóm, chúng ta phân nhóm mà nó không thuộc bốn nhóm kia, thì nó bắt buộc đứng lẻ loi một mình, thành là chúng ta tạm gọi. Chưa bao giờ mà chúng ta phải dùng cái chữ gọi là biến cưỡng như vậy. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng như là nghi hoặc ở trong thuộc tánh bất thiện, và trí tuệ trong thuộc tánh tịnh thảo, thì chúng ta thấy đứng riêng lẻ một mình. Chúng ta gọi một cách miễn cưỡng là nhóm, nhưng mà thật ra thì nó chỉ đơn lẻ một mình. Thì trong những nhóm này đó, cái nhóm đầu tiên
nó lại có một cái sự liệt kê hơi khác với cách nói thường thức của chúng ta. Và ngay cả trong tâm, ví dụ như trong tâm bất thiện, chúng ta nói đến đầu tiên là tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si. Và dĩ nhiên trong kinh tạng và trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta nói phiền não thì chúng ta nói tham, sân, si. Tuy nhiên ở trong cái sự phân chia về thuộc tánh bất thiện đó, thì không nói si, không nói tham trước, mà lại nói si trước. Si phần có 4, tham phần có 3, sân phần có 4, hôn phần có 2 và hoài nghi. Lý do rất là đơn giản. Chúng ta nói đến 4 cái thuộc tánh đầu tiên là si phần đó, là bởi vì 4 cái thuộc tánh này nó nằm ở trong cái một cái tính cách gọi là biến hành, và gọi là bất thiện biến hành. Chúng ta nhớ trong tự tha thì cũng có tự tha biến hành, tức là xúc thọ tưởng tư định năng căn thể. Thì bất thiện nó cũng có 4 cái bất thiện biến hành, tức là si, vô tàm, cố ý và dao động. Thì 4 cái thuộc tánh này nó gọi là biến hành bởi vì nó có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện. Và không có tâm bất thiện nào không có. Thì cái nhóm nào mà gọi là biến hành thường được đặt đầu tiên, cũng giống như là ở trong thuộc tánh tịnh thảo, có 25 thuộc tánh tịnh thảo, nhưng cái nhóm gọi là tịnh thảo biến hành nếu có mặt trong tất cả tâm tịnh thảo thì lại được liệt kê đầu tiên. Đó là cái tánh cách liệt kê theo thắng pháp. Thì si, vô tàm, vô quý và dao động đó lại luôn luôn đi chung với nhau. Dạ, luôn luôn đi chung với nhau. Và đặc biệt ở đây gọi là thuộc tánh bất thiện biến hành. Khi tâm tham khởi lên, tâm sân khởi lên, tâm si khởi, nói chung là phiền não khởi lên, thì luôn luôn có 4 cái thuộc tánh này. Chúng ta lấy ví dụ như là một cái người mà trong đời sống hàng ngày á, mà họ ít có tham sân, lâu lâu á, có chuyện gì đó mà họ khởi lên cái tâm bực bội ham muốn á, thì họ cảm thấy ái náy, cảm thấy khó chịu, họ không thoải mái, tại vì cái tham quý họ rất là nặng. Nhưng một người quá thường sống với quá thường sống với tâm bất thiện, quá thường sống với tâm phiền não, thì họ hoàn toàn không có cảm giác khó chịu ái náy đó. Dạ, cái ái náy của tàm, của quý, dạ, chúng ta gọi là cái lương thức, dạ, tức là hổ thẹn và ghê sợ. Dạ, tàm là hổ thẹn, quý là ghê sợ. Chúng ta chữ tàm đôi khi hổ thẹn chúng ta dùng chữ ái náy. Thì thật ra trong cả tất cả tâm bất thiện đó đều có 4 cái thuộc tánh này. Dạ, và 4 thuộc tánh này luôn luôn đi, luôn luôn có mặt ở trong ở chung với nhau. Dạ, si, vô tạp, vô quý, phóng dật. Điều này có nghĩa là chúng ta càng sống nhiều với phiền não thì chúng ta càng sống nhiều với si mê. Chúng ta càng sống nhiều với phiền não thì chúng ta lại càng sống với cái vô tạp vô quý. Chúng ta càng sống với phiền não thì chúng ta càng sống với nhiều với tâm dao động. Dạ, cái việc này nó là một việc rất là đương nhiên, bởi vì phiền não đó thường thường quý vị nó là một thứ hành quẩn mà do cái phản ứng một cách quá, một cách không có thực tế. Ví dụ như là bây giờ chúng ta ngồi bên bờ sông và những cái hoa lục bình trôi qua, và chúng thấy nó đẹp quá, chúng ta muốn nắm nó lại, nó không có dừng lại thì chúng ta cảm thấy tiếc nuối. Là bởi vì sao? Chúng ta muốn bám víu lại cái gì nó đi qua. Dạ, thì cái sự bám víu đó, sự dính mắc đó gọi là tham. Hoặc giả là những gì trong cuộc sống đó mà nó không có hài lòng, nó không đi với tâm tham, thì chúng ta dễ phản ứng cáo kỉnh bực bội. Ví dụ như chúng ta muốn trời nắng mà trời lại mưa, chúng ta thích trời mưa mà trời lại nắng thì chúng ta bực bội khó chịu. Cái đó gọi là sân.
thì cái phiền não nào đi nữa đấy, thì nó cũng dựa trên cái cơ sở của si, tức là không chấp nhận cái thực tại, không chấp nhận cái thực tại đó, không hiểu rõ thực tại bằng cái trí tuệ sáng suốt, à nó là như vậy. Tại sao? Do vậy ở trong tất cả tâm bất thiện, tham sân si đều có cái thuộc tính si, và như chúng tôi có đề cập đến khi nãy đó, là cái chiều kích của si, cái ảnh hưởng của si khi mà gọi là vô minh đó, thì nó không có đơn giản chỉ có ở trong tâm bất thiện, mà nó có ảnh hưởng sâu rộng đến những thứ tâm mà tạo nên cái nghiệp luân hồi. Lấy một ví dụ bây giờ là một người mang hoa đến cúng dường lên Đức Phật, cúng dường lên Bảo Tháp. Họ cúng dường bằng cái tâm rất là thiện, đó là tâm thiện dục giới. Và họ chỉ mong rằng do cái phước mà họ cúng dường này, đời sau là họ có cái diện mạo, có cái ngoại hình sáng sủa, dễ coi, và họ có được cái này, họ được cái kia. Thì do cái duyên lành đó, nhân lành đó, đời sau họ sanh ra họ được cái quả đó. Thì thưa quý vị, đối với cái nhìn thường thức của chúng ta đó, thì nhân đó và quả đó là nhân thiện và quả lành. Nhưng mà ở trên một cái nhìn sâu xa hơn nữa đó, thì sở dĩ mình làm như vậy, mình thấy như vậy, là tại vì mình chỉ biết chỉ có như vậy là hạnh phúc, chứ mình không biết cái, mình không biết cái nào khác hơn, mình biết cái nào sâu xa hơn, cái biết cao siêu hơn, hạnh phúc nhiều hơn, đó là niết bàn thì chúng ta không biết, mà chúng ta chỉ biết hạnh phúc thuộc về sanh tử. Những câu chuyện mà rất là khôi hài mà chúng ta được nghe khi mà chúng ta nói về cái không biết đó, cái không biết là vô minh đó, thì có lẽ là chúng ta dùng cái câu chuyện mà ngụ ngôn của người Đức đó, họ kể về có một anh thanh niên chuyên môn lên trên rừng để đốn củi, về bán củi để độ Nhật. Thì thưa quý vị, có một lần anh leo đồi, ở trong một khu rừng leo đồi có một ông cụ đi lên rất là yếu ớt, mệt mỏi. Thì anh mới nói, cụ à, cụ leo lên đồi mà sức khỏe như vậy đó thì thật sự là vất vả lắm, thôi cụ leo lên vai cháu sẽ cõng cụ lên. Thì thứ vì anh đã ra sức, thanh niên đó, để cõng ông cụ từ ở dưới chân đồi lên trên đỉnh đồi. Và tên tới đỉnh đồi thì ông cụ này mới khóa ra thành một ông tiên, nói ta thật sự là thần tiên chứ không phải là con người phàm tục, nhưng mà con là người có tấm lòng tử tế, thành ra ta cho con có được ba điều ước muốn. Thì con muốn điều gì con cứ muốn, nhưng mà chỉ ba điều thôi, không có hơn nữa. Thì câu chuyện kể cho nó nghe rất là thần tiên, nghe rất là cổ tích, nghe rất là êm ái. Nhưng mà khúc sau thì nó lại có nhiều cái kịch tính và rất là khôi hài. Và anh này về, anh nghe nói về anh chạy một mạch về nhà, cũng khoe với vợ. Và bà vợ thì nhìn anh bằng cặp mắt hơi nghi ngờ. Ở trên đời thì làm gì có chuyện thần tiên, làm gì có chuyện mình muốn gì được đó. Và anh cười, anh nói rằng, như vậy bây giờ em hãy coi nè, bây giờ điều đầu tiên muốn là muốn được có được một cái bữa ăn rất là thịnh soạn. Và ngay lập tức bữa ăn thịnh soạn hiện ra là những cái món rất ngon mà từ trước giờ hai vợ chồng chưa bị ăn được. Thì thưa quý vị, khi mà bà vợ biết được là anh này quả thật có gặp thần tiên, quả thật có cái khả năng là ước muốn, thì bà vợ nổi quạo lên. Bà vợ mới nói rằng, anh thật là ngu ngốc, mình chỉ có ba điều ước thôi. Ước cái gì không ước, ước có bữa cơm ngon, mất hết một điều rồi. Mà quả thật, người vợ là người rất là thực tế. Và ông chồng mà có được ba điều ước mà chỉ ước có cái, được có bữa cơm ngon thì thật sự là hoang phí quá. Giống như bây giờ chúng ta gặp một ông tỷ phú rất là giàu, và ông nói bây giờ ông cho chúng ta có ba cái yêu cầu,
và cái yêu cầu đầu tiên của chúng ta chỉ mua, chỉ sơ sinh một chiếc áo đẹp đó, thật sự nó hoang phí quá, thay vì chúng ta có thể muốn nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, lúc mà bà vợ sĩ vả anh đó, thì làm cho anh nổi giận. Anh nói rằng hồi nãy anh nói rằng anh có ba điều ước đó, thì bà vợ không tin. Bây giờ anh ước có một cái mâm cơm thịnh soạn đó, thì bà vợ lại chửi anh ngu ngốc. Thật ra anh, lúc anh đang giận thì anh thấy có ở trên cái mâm cơm thịnh soạn có một số cái thịt dồi chúng ta là xúc xích đó. Thì anh giận với anh nói rằng ước gì mà cái miếng thịt dồi này dính vào trong lỗ mũi của bà vợ, cho bà vợ bỏ cái tật là hung hăng như vậy. Thì quả thật miếng thịt dồi tự dính vào mũi bà vợ. Và bây giờ á, thì hai người lại đối diện với một cái thực tế là rất là buồn, là chỉ còn có một điều ước thôi. Và ước thứ ba, nếu ước nhà, ước cửa, ước lâu đài, ước tiền bạc đó, thì còn cái miếng xúc xích mà nó dính vào lỗ mũi thì sao giờ? Thời xưa thì có bác sĩ thẩm mỹ không giờ thấy dễ dàng để cắt ra. Và cuối cùng thì hai vợ chồng bằng nhau thôi, cái số mình số nghèo. Thì bây giờ cái điều ước thứ ba để xin cho cái khuôn mặt của người vợ trở về cái nguyên trạng cũ, tức là miếng xúc xích được rớt ra. Thì thưa quý vị, rốt cuộc thì ba điều ước nó trôi theo sông, trôi theo biển, bởi vì hai vợ chồng là mèo loại hoàng mèo, không có khá giả cái gì hết ngoài cái bữa cơm thịnh soạn và ngoài một cuộc cãi vã. Nhưng mà cái ước muốn của anh thanh niên nghèo đó, nó thật ra có thể nói đó là cái ước muốn của tất cả chúng ta trong đời này. Chúng ta ước muốn bao nhiêu thứ, bao nhiêu thứ trong cuộc sống, nhưng mà tất cả những thứ đó giống như là những lâu đài trên cát mà mình xây dựng vậy đó. Buổi trưa đắp thành và buổi chiều nước biển dâng lên, sóng đập vào và nó tan biến hết. Chúng ta ước muốn làm chứng lưng vương, làm thiên chủ đế thích, ước muốn có ngoại hình đẹp, ước muốn có giàu sang phú quý v.v. Nhưng mà thật ra tất cả nó chỉ là những gì rất là tạm bợ ở trong dòng sanh tử này. Thật ra cái si đó nó là vô minh. Vô minh đó là chúng ta không có nhận biết rõ cái thực trạng, cái thực tướng của đời sống. Chúng ta không giờ biết rõ điều đó. Do vậy cái ảnh hưởng của si nó lớn hơn, nó rộng hơn, nó tinh tế hơn là cái đơn thuần mà chúng ta nói về cái si có mặt ở trong tất cả, ở trong tất cả 12 tâm bất thiện. Và khi chúng ta nói là sự tương hợp trực tiếp, nhưng chúng ta nhớ như vậy. Và ác được khi chúng ta nói về tham á, tụng tánh tham thì nó cũng có ảnh hưởng như vậy. Và rồi vô tàm, vô ý và dao động, nó là ba cái trạng thái khác. Những cái trạng thái này đó, nó làm cho chúng ta bị cảm nhiễm. Nó làm cho chúng ta bị cảm nhiễm. Ví dụ như trường hợp như vậy là ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chưa chích vaccine vào đó, thì cái khả năng mà lây lan COVID đó, nó là một chuyện rất là tự nhiên. Cái khả năng rất là lớn. Bởi vì sao? Chúng ta không có cái loại thuốc chủng ngừa đó. Thì một khi mà thiện pháp chưa có sanh khởi đầy đủ đó, thì những cái vô tàm, vô úy và dao động đó, nó lại là những cái yếu tố làm cho chúng ta dễ dàng bị lây nhiễm những cái bất thiện pháp. Thật ra cả bốn si, vô tàm, vô úy, dao động hay là phóng bạo vật. Chúng tôi nhớ, chúng tôi nhắc quý vị là thường thường á, quý vị nghe các vị giảng sư dùng cái chữ phóng vật. Và chúng tôi có nói rằng cái chữ phóng vật á, được dịch theo Kim văn và Cổ văn trong chữ Hán nó khác nhau. Ngày xưa đó, thì Ngài Tự Sự Ngài dịch chữ phóng vật là dao động. Tức là sự dao động, ví dụ như là phóng là ném và tung lên, như mình cầm một cái hòn đá, chúng ta ném vào cái đống tro nó tung lên. Nhưng mà cái trạng thái đó thì Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là trạo cử, tức là cái máy chèo khua lên cái mặt nước. Còn cái chữ phóng vật mà bây giờ theo Kim văn đó thì chỉ cho cái sự buông thả hay là sự giải đãi, và appamado. Thành ra trong cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là phẩm phóng vật ở trong kinh Pháp Cú, hay là chữ phóng vật thì tượng trưng cho sự giải đãi. Thành ra chúng tôi
có rất nhiều trường hợp mà phải cân nhắc để quý vị học trong giáo trình Trung Bộ và Thắng Pháp, những danh từ nó không bị hiểu lầm. Tại vì chúng ta có hai vị dịch giả và vị nào cũng là vị có cái thâm cứu về chữ Hán, nhưng mà một vị xài theo cái nguyên cái ý nghĩa ngày xưa và ý nghĩa bây giờ, nên thay vì chữ phóng dật ở đây chúng ta chỉ cho tình cảm dao động. Dạ, cái sự dao động, chúng ta một cái chữ khác là sự bất ổn, không có vững chãi, là trạng thái lao sao. Và những trạng thái lao sao bất ổn này đó, nó là một cái hệ lụy tự nhiên của tất cả tâm bất thiện. Thành ra si vô tàm vô ý phóng dật là ba cái thuộc tánh, mặc dù thuộc về si phật nhưng mà không phải chỉ có ở trong hai tâm si, mà có cả trong 12 tâm bất thiện luôn. Bây giờ chúng ta đề cập đến ba cái thuộc cái tánh tiếp theo, đó là tham, tà kiến và ngã mạn. Yeah. Thì tham ở đây nó cũng như trường hợp của si và thuộc tánh si. Thuộc tánh si đó là vô minh, thuộc tánh tham là ái. Và chúng ta có nhiều cái trạng thái tham, có thể tham thuộc về dục ái, thí dụ như thích thú dính mắc đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Nhưng mà chúng ta cũng thể có được vì cái hữu ái và phi hữu ái. Và muốn là thế này, không muốn, muốn là không như thế kia. Thì ái dục nó có những chiều kích khác như dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Tức là ưa thích đối với năm cảnh dục, hoặc giả là ưa thích đối với thiền sắc giới, ưa thích thiền vô sắc. Thì chỉ có Niết Bàn là không thể cảm nhận bằng ái, bởi vì đạo Phật gọi là đạo ly tham. Dạ, cái pháp của Phật gọi là pháp ly tham. Pháp này rất là khó, rất là khó để chúng ta hiểu. Hầu hết những gì mà chúng ta hướng đến trong cuộc sống đó, chúng ta đều muốn nó trở thành, nó đều là tham. Ví dụ mình muốn nó rất là đa dạng, hay là muốn nó giản dị, muốn nó rất là màu mè, muốn nó rất là đơn điệu, muốn nó rất là tế nhị phức tạp, muốn nó đạm bạc vân vân. Thì cái muốn nào cũng là muốn hết. Chỉ duy nhất có cái muốn của Niết Bàn là thấy được khổ, thấy được nhân sanh khổ, thì đoạn được cái gọi là tanh ha đó. Thì cái pháp hoặc là pháp ly tham, pháp thì chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà nói chứ quý vị, ái đó, thuộc tánh tham đó là một cái chi phần của ái. Và cái thuộc tánh đó là chi pháp của ái. Và thuộc tánh tham đó nó mang một chiều kích rất lớn khi mà chúng ta học vào giáo lý duyên khởi. Danh sắc duyên cho lục nhập, rồi xúc xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, và ái mới duyên cho thủ và hữu. Và vô minh và ái là hai cái phiền não đầu mối của kiếp trầm luân sanh tử. Và vô minh và ái dục. Lấy ví dụ là một vị mà đoạn tận dục ái thì không bao giờ sanh vào trong cõi dục giới nữa, vì đó gọi là vị bất lai. Mà vị đoạn tận sắc ái và vô sắc ái thì không còn luân hồi sanh tử nữa. Thì ái rất là lớn chuyện. Hay là chúng ta nghe câu chuyện, đọc lại cung kinh, là Đức Phật ngài thành tựu quả vị chánh đẳng cánh giác như của Bồ Đề, và ngài nhận ra rằng có một nguyên nhân tạo nên tất cả những cái hệ lụy của cuộc sống, đó là khát ái, là sự khao khát, là một chứng bệnh muôn thuở. Tất cả chúng ta luôn luôn khao khát. Yeah. Khao khát cái này, khao khát cái kia. Rồi khi ngài nhận ra chính cái sự khao khát tanh ha này đó là một cái nhân tố chính để tạo ra tất cả, thì ngài mới nói lên bài kệ mà chúng ta thường nghe đó, là lang thang trong kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo mấy chúng cũ vần xoay lối về, hỡi này anh thở nhà kia, rui mè kèo cục gãy lìa nát nát. Dạ, bao tham ái, bao khát ái hãy tiêu tan. Dạ, mà chúng ta chứng đạt Niết Bàn thảnh thơi, đó là cái gì mà chúng ta được nghe khi mà Đức Thế Tôn thành đạo trước cõi Bồ Đề. Như vậy thì cái chi pháp của ái dục là thuộc tánh tham. Và thuộc cái tánh tham, khi mà nói về duyên sinh, nói về duyên hệ,
thì nó mang một cái chiều kích rất lớn. Và ở tại đây thì chúng ta chỉ nói đến thuộc tánh tham, một cái đơn thuần là tham có mặt ở trong tám tập tham. chúng ta đừng hiểu là nó giới hạn như vậy. Ở đây nó là sự tương hợp, tức là nó đi chung ở trong một sát na thôi. Nhưng cái ảnh hưởng của tham nó lớn, giống như ảnh hưởng của si nó lớn hơn là chúng ta nghĩ nhiều. Bên cạnh đó thì trong tham phần lại có hai cái thuộc tánh khác. Và hai thuộc tánh này thường được chúng ta thường bị chúng ta hiểu lầm. Dạ, đó là tà kiến và ngã mạn. Dạ. Cái chữ tà kiến đó là gọi là hiểu sai, và thường có nhiều người và đặc biệt là Phật tử Việt Nam đó, thường dịch tà kiến là si mê. Dạ, tà kiến là si mê, giống như tham lam sân hận si mê, tà kiến và tâm si. Thì nghe nó hợp lý quá mà, mình hiểu sai thì đó là si mê rồi. Dạ, đó là si mê. Và chúng ta cũng hiểu là ngã mạn, ngã mạn là sự kiêu căng, cũng là sự si mê. Tại vì mình thấy mình hay, mình ngon, mình giỏi, mình tốt hơn tất mọi người, sự kiêu căng, thì đó cũng là sự u mê. Nhưng mà không, khi chúng ta học trong Thánh Pháp thì tà kiến và mạn đó, nó nằm ở trong cái nhóm gọi là tham Phật. Thứ nhất là tà kiến ở đây không phải chỉ là hiểu sai. Dạ. Chỉ như mình thấy sợi dây, mình tưởng là con rắn, rắn tưởng sợi dây, cái đó không gọi là tà kiến. Dạ. Cái đó là do mình nhìn không rõ đó khác. Nhưng mà tà kiến nó còn có một cái chữ thích hợp nhất, đó là chấp sai. Dạ, chữ chấp. Cái chữ chấp sai này đó, nó khiến cho tà kiến trở thành một phần của tham. Tức là mình đưa ra một quan điểm sai lầm, nhưng mà mình rất là thích thú, rất là thỏa mãn, và mình cố gắng mình chấp giữ ở trong điều đó. Dạ. Chúng ta thấy giống như ở tại Mỹ này, dĩ nhiên là người ta có quan điểm khác biệt, là đeo khẩu trang có giúp trong cái sự phòng chống COVID hay không. Thì thật ra nó chỉ là vấn đề đơn giản, là vấn đề khoa học thôi. Dạ, đơn giản khoa học thôi. Nhưng mà một khi mà người ta đạt đến cái mức độ mà người ta chấp, dạ, chấp là không hay là phải, thì chúng ta nghe những câu chuyện là có những người lên máy bay mà nhân viên trong phi hành đoàn yêu cầu đeo khẩu trang, nhưng mà họ nhất định là không, tôi không đeo, đó là quyền tự do của tôi, tôi có quyền tự do đeo không đeo, có mặt của tôi bắt mới tôi phải đeo. Thì cái đó nó đạt đến chỗ chấp rồi. Dạ, nó đạt đến chỗ chấp. Chúng ta không tưởng tượng được là có những người mà thậm chí là sẵn sàng rời bỏ máy bay, bỏ cái vé, chứ nhất định không có tuân thủ cái luật là đeo khẩu trang. Tại vì họ quá chấp về vấn đề đó. Dạ, họ cho rằng đeo khẩu trang đó là một quan điểm chính trị, đó là một cái trò lường gạt, chứ nó không phải là một cái, ngay cả COVID không phải là bệnh thật. Thì lúc bây giờ cái đó nó trở thành chấp, chứ nó không còn là chứ nó không còn là vấn đề của cái chuyện mà hiểu lầm, hiểu không đúng được. Nên chi ở trong tà kiến đó thì nó có một cái ở trong tà kiến nó có một cái vấn đề, đó là chấp sai. Dạ. Và khi chúng ta hiểu chỉ chấp sai đó đó, thì chúng ta mới thấy tại sao cái kiến chấp á, kiến chấp nó nằm ở trong cái tham Phật, chứ không là si Phật. Dạ, lát nữa chúng ta nói về tâm si, chúng ta sẽ thấy. Thì thứ vì vấn đề ngã mạn, thì thật ra ở đây chúng ta dùng chữ ngã mạn, đó là chúng ta dịch nó rất là hẹp nghĩa, mà chúng ta phải dùng chữ mạn. Và có lần chúng tôi nói chuyện với Sĩ Giác Nguyên thì cả chúng tôi và Sĩ Nguyên đều nghi ngờ là chữ mạn đó nó là một chữ mà âm của chữ Hán từ chữ Phạn Hàm Ma Na. Chữ ví dụ mạng có nghĩa là có một sự so đo, so sánh, chứ không phải là ngã mạn. Bình thường chúng ta ngã mạn tức là người thấy tự kiêu, tự cao và luôn luôn thấy được mình cao hơn người khác. Còn cái chữ mạng mà nó đúng theo trong chữ mạng ở tại đây đó, tức là có sự so sánh hoặc là
mình hơn người, hoặc là mình bằng với người, hoặc là mình thua người. Ví dụ như mình nói rằng đám người đó đâu ai bằng tôi đâu, cái đó là mạng. Hay là thấy vậy chứ tôi cũng không có thua ai hết, đó là cũng là mạng, mặc dù tôi không thua ai hết, tôi cũng bằng người khác. Hoặc giả là mình nói rằng tôi hàng như vậy đó, tôi nghèo như vậy đó, thì sao hả? Thì người đó cũng là mạng. Thật ra ngài Tịnh Sự ngày xưa ngài ngài có dùng cái chữ cũng rất là thú vị, gọi là ý, ngài là ý là hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua. Dạ, bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý thua, thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Ngài dùng chữ ý. Dạ, ý tức là tôi vậy đó, tôi như vậy đó là chấp. Thì cái đó nó cũng là một thứ chấp thủ, nó là một thứ chấp thủ thuộc về tham phần. Và cái này thì nó cũng hơi rất là tế nhị, mà qua thắng pháp thì chúng ta biết rằng tà kiến và mạng nó đều không có trong cái đều không có trong tâm si, mà chỉ có trong tâm tham, tại vì nó là sự chấp thủ. Và bây giờ thì chúng ta cũng nên hiểu rằng tà kiến với ngã mạn không gì đi chung, tại vì chúng thấy rõ ràng gọi là kiến chấp và sợ và mạn và ngã chấp á, thì cái này nó đều là cương điệu hết, cương điệu. Và do nó cương điệu, giống như mình nói rằng hai con cọp á thì không thể ở chung một rừng, thì có hai con cọp được. Chúng ta nói cọp đực á, cọp đực thì cái khuynh hướng của nó là một con nó phải có cái giang sơn riêng, đó là nếu chúng ta tìm hiểu về loài cọp. Chỉ ở đây khi nào mà có tà kiến thì không có mạng, mà khi nào có mạng thì không có tà kiến. Và thêm một điểm nữa mà chúng ta cần hiểu về điểm này, đó là cái mạng á, cái tà kiến thì luôn luôn đi với tâm tham, và đi luôn luôn đi với tâm tham hợp tà. Tâm sân và tâm si thì hoàn toàn không có tà kiến. Tâm tham mà có tà kiến thì mới gọi là tâm tham hợp tà. Thật ra chắc chắn ở trong tâm tham hợp tà thì luôn luôn có tà kiến. Tuy nhiên cái mạng á, nó chỉ có trong tâm ly tà, nhưng mà không phải tâm ly tà nào cũng có mạng. Và quý vị nhớ như vậy. Thật ra cái trường hợp của cái thuộc tánh tà kiến đi với tâm hợp tà đó là cố định, nhưng mà cái thuộc tánh mạng mà đi chung với tâm ly tà đó, tâm tham ly tà đó, là thuộc tánh có tính cách bất định. Nó đừng bao giờ nghĩ rằng hễ cái tâm hễ tâm tham ly tà là có mạng. Mặc dù mạng chỉ đi với tâm tham ly tà, và điều này chúng ta nên nhớ như vậy. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tiếp theo về cái bốn cái thuộc tánh ở trong cái nhóm gọi là sân Phật. Sân, tật, lận, hối. Sân là sự bất bình, trái ý, khó chịu trước cái cảnh, trước nghịch cảnh. Tật ở đây tức là tật đố, hay là sự ganh tị, đố kỵ với người khác. Lận là bỏng sẻn. Và cái chữ tật á, là ganh ghét với cái người khác có. Và lận á, là bỏng sẻn, có nghĩa là sợ mất cái mình có. Sợ mất, sự giảm, sợ mất cái mà mình có, gọi là lận hay là bỏng sẻn. Hối ở đây tức là sự ân hận. Thí dụ như hối hận, hối tiếc vì hối tiếc vì cái việc mà mình việc ác đã làm, và hối tiếc là vì cái việc thiện mà không làm, thì nó cũng là hối. Thì thưa quý vị, chúng ta nên nói như vậy là tật lẫn hối đó là ba cái thuộc tánh thuộc về sân Phật, và nó có mặt ở trong hai tâm sân. Nhưng mà trong bốn cái thuộc tánh thuộc sân phận
chỉ có thuộc tánh sân là luôn luôn có mặt ở trong tâm sân, trong tâm sân. Còn không phải tâm sân nào cũng có tật, không phải tâm sân nào cũng có lạnh, không phải tâm sân nào cũng có hối. Dạ. Ví dụ như mình tự nhiên trời hết bình thường, bây giờ trời lạnh quá, khó chịu, thì cái khó chịu đó thuộc về sân, nhưng mà nó không có tật lận hối trong đó. Tại là tật lận hối có một trong tâm sân một cách bất định. Dạ. Và ngoài cái sự tích cực bất định đó thì ba cái thuộc tánh này nó không có đi chung với nhau. Vì chúng tôi nói rằng tật đó là đố kỵ với cái người khác có, lận đó là sợ mất cái mình có, và hối đó là sự nuối tiếc. Chúng ta cũng nên nói thêm một điểm là về cái chữ hối đó, trong tôn giáo nói chung và trong Phật Pháp nói riêng đó, thì đôi khi chúng ta nhìn từ một góc cạnh khác đó là chuyện tốt. Một cái người mà làm xấu, làm điều ác, làm điều quấy mà không biết hối hận, ăn năn đó, thì là người không xài được, người không biết phục thiện. Nhưng mà về điểm này đó, theo trong Phật Pháp đó, và đặc biệt trong Thánh Pháp đó, thì lại cho chúng ta một cái nhìn khác. Cái sự hối tiếc, và nếu là một sự hối tiếc có tính cách là trầm trọng, nghiêm trọng đó, thì nó thuộc về tâm sân, và nó là một thứ phiền não. Một con người mà gọi là biết cách để chuyển hóa một cách học theo lẽ đạo, học theo Phật Pháp đó, đó là một người biết như pháp sám hối. Như pháp sám hối, mình làm điều sai và mình đối trước một bậc thiện trí, hay đối trước kim thân Phật, đối trước xá lợi vân vân, đặc biệt đối với các bậc thiện trí, để mình nói lên cái sự sai lầm của mình, và mình ghi nhận điều đó sai lầm, thì Đức Phật gọi là như pháp sám hối. Và từ đó trở đi thì mình cố gắng làm những điều tích cực, chứ không phải là từ đó trở đi rồi lúc nào mình cũng nhớ, lúc nào mình cũng cũng than thở, lúc nào mình cũng cũng buồn phiền. Và cái buồn rầu nuối tiếc, cái đó là nó không có lợi cho chúng ta, và nó thuộc về hối tiếc. Đôi khi chúng ta lầm lẫn giữa cái sự ăn năn hối hận hay là một cái tâm phục thiện với một trạng thái hối tiếc. Hối tiếc có thể là một cái trạng thái tâm biết được mình làm điều sai, nhưng mà cái sự phát triển tâm lý đó, hối tiếc là một trạng thái buồn rầu, một trạng thái tiêu cực, và sự buồn rầu tiêu cực này nó không có lợi để coi cho sự chuyển hóa của mình. Bởi vì một cái người mà có trí, khi mà làm một việc sai, biết nhanh chóng để ghi nhận cái sai lầm của mình, và biết thẳng thắn để bày tỏ là mình thừa nhận cái sự sai lầm đó, nhưng mà sau đó thì mình sống tích cực, làm điều tốt, chứ không phải ngồi đó để mình nuối tiếc, hối tiếc. Thì cái sự hối tiếc nó được xem là một thứ phiền não. Về vấn đề này đó thì giữa cái luân lý quan điểm thường thức của xã hội nó rất khác với Phật giáo, và khác lắm, chúng ta phải đọc kỹ. Và đôi lúc người Phật tử không hiểu rõ về điểm này. Người Phật tử hiểu là sám hối là một cách rửa tội, sám hối không phải là rửa tội, mà một cái người ăn năn ra sức cũng không có nghĩa là một cách để mình phát lộ hay là mình sửa đổi chính bản thân của mình. Nếu một người mà làm chuyện quấy mà suốt cuộc đời họ nó luôn luôn bị gặm nhấm bởi điều đó, thì thật sự nó không tốt cho bản thân của họ, không tốt cho những người chung quanh. Về phương diện tâm lý học Phật giáo thì điểm này rất khác với các tôn giáo khác, và rất khác với thường thức, chúng ta phải để ý. Thì trong bốn cái thuộc tánh sân tật lận hối này, chỉ có sân đó là nó có mặt trong cả hai tâm sân một cách cố định, nhưng mà tật lận hối đó thì nó có mặt một cách bất định. Không phải tâm sân nào cũng có ba cái thuộc tánh này, và ba thuộc tánh này khi nó có mặt thì nó không có đi chung với nhau. Khi nó có tật thì không có lận, không có hối. Khi có lận thì không có tật, không có hối. Khi có hối thì không có tật, không có lận. Chúng ta nhớ. Và quý vị, chúng ta nói qua hai cái thuộc tánh hôn trầm và thủy miên. Hôn trầm, thủy miên. Thì hai thuộc tánh này đó,
về phương diện định nghĩa đó, thì như chúng tôi có nói lần trước đây đó, là nó có sự khác biệt rất lớn giữa cái định nghĩa theo thắng pháp và trong kinh tạng, và đôi khi các vị pháp sư nói chung là nó hung trọng thủy biên nói chung với nhau, thì đúng là nó luôn luôn đi chung với nhau, nhưng mà đôi khi người ta định nghĩa là hung trọng là giả dưỡi, thủy biên là buồn ngủ, cái trạng thái hung trọng là như là làm biếng, và thủy biên là trạng thái uể oải và buồn ngủ. Nhưng mà thật sự cái định nghĩa trong thắng pháp tạng đó thì một cái đó nó liên quan đến hành quận, cái liên quan đến thức quận, tức là một cái liên quan đến tâm và một cái liên quan đến thuộc tánh, cả hai đều là thái giải dị quỷ quải hết, hung trầm và thủy mi, chứ không có phải là nó là buồn ngủ hay là lười biếng, là hai trạng thái khác nhau, phải vậy. Mà hung trầm và thủy miên đó, nó là một cái trạng thái giải dị quỷ quải của bốn danh quận, thọ tưởng hành thức, nói cách khác là tâm và thuộc tánh. Điều này chúng ta nhớ. Và cái hôn trầm và chuyển biến này nó chỉ có mặt ở trong các tâm hữu trợ, đó là bốn tâm tham hữu trợ và tâm sân hữu trợ. Nhưng không phải tâm hữu trợ nào cũng có hôn trầm chuyển biến. Chúng ta nhớ như vậy. Hôn trầm chuyển biến chỉ có mặt ở trong tâm hữu trợ. Nhưng ngược lại, không phải hệ tâm hữu trợ là hôn trầm chuyển biến. Ví dụ như là bây giờ mình nghe một người đó họ làm chuyện đó cho mình làm phiền mình không có giận, nhưng mà một cái người nào đó họ khéo nói, họ nói đi nói lại, nói làm hùng tức lên, thì cái đó gọi là tâm sân hữu trợ, tức là tâm sân có tác động. Thì khi đó tâm sân có tác động và tâm sân hữu trợ, không có nghĩa là tâm sân đó có hung trầm và thủy miên. Không có hung trầm thủy miên. Còn cũng có những trường hợp là mình đang cố gắng để mình thức hành đầu đà, hay thức để làm cái gì đó, hay thức lái xe, và trong lúc đó thì cái buồn ngủ nó đến và mình rất là khó chịu với cái buồn ngủ đó, thì lúc đó mình có tâm sân, và tâm sân nó có hôn thuệ. Mình lái xe, mình đang cố gắng nhướng mắt lên, đang cố gắng mở mắt lên để mà lái xe, và rất là thực vật với chính mình, thì thứ việc cái hôn phần nó đi với tâm sân khử trợ. Đi tâm sân hữu trợ. Nhưng chúng ta nhớ rằng tâm sân hữu trợ không nhất thiết có hung trầm thủy miên. Về điểm này đó, là cũng phải nhắc lại một lần nữa, là khi nào mà chúng ta học lên đến cái bộ Yamaka và bộ sông thứ bộ thứ sáu của thằng Diệu Pháp đó, thì chúng ta thường nghe một cái sự nhắc đi nhắc lại những cái lý luận hai chiều, mà lý luận hai chiều đó nó không có bình phương. Ví dụ như là anh ta nói rằng đàn bà có phải là người không? Dạ đúng, đàn bà tức là con cũng là con người. Nhưng mà con người có phải là đàn bà không? Thì không hẳn như vậy. Dạ không nên nói như vậy. Tại vì con người đó thì có là ông và đàn bà, chứ phải con người chỉ đàn bà mà thôi. Thì sắc quẩn phải là quẩn chăng? Đúng như vậy. Sắc quẩn là quẩn. Nhưng mà gọi là quẩn là sắc quẩn chăng? Thì không hẳn như vậy. Tại vì quẩn nó gồm có sắc thờ tương hành thức, chứ không phải chỉ sắc quẩn. Ví dụ như vậy. Thì ở đây chúng ta phải nói như vậy là tâm hữu trợ, xin lỗi, cái thuộc tánh hôn trầm thủy biên luôn có mặt trong tâm hữu trợ, nhưng mà tâm hữu trợ không nhất thiết là chỉ có mặt luôn luôn có mặt của hôn trầm và thủy biên. Và bây giờ chúng ta nói về cái thuộc tánh sau cùng là nghi. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng cái này rất là lấn cấn, là bởi vì khi mình phân nhóm thì rõ ràng là 14 mà chia thành 5, nhưng mà cái sau cùng nó chỉ có một cái gọi là nhóm đó, thì nó kỳ. Nhưng mà nó không thuộc bốn nhóm kia, thành ra chúng ta tạm gọi nó là một nhóm. Thì cái nghi ở đây đó là lưỡng lự phân vân, và trong 52 cái thuộc tánh của tâm á, 52 thuộc tánh đó, thì cái nghi là cái thuộc tánh rất là thú vị, tại vì nó chỉ đi với một tâm duy nhất. Chỉ một tâm duy nhất có cái này, đó là tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi này là cái tâm duy nhất ở trong tâm bất thiện mà có cái nghi hoặc. Và
trong 121 tâm thì nghi hoặc chỉ đi với tâm si hoài nghi. Và cái chúng ta dùng cái chữ nghi hoặc ở đây như đã nói nhiều lần khi chúng ta học về tâm, về tụng tánh đó, là cái chữ đôi lúc là trong ngôn ngữ nó không hẳn là xấu. Ví dụ những người Kalama họ gặp Đức Thế Tôn thì họ nói rằng có nhiều vị giáo chủ Sa Môn nhận mình là vị thành tựu được chánh trí, thì trong số đó chúng con thực sự là phân vân, hoài nghi là không biết vị nào thực sự là vị có chánh trí, vị nào thực sự không có chánh, vị nào giác ngộ thực sự, vị nào không giác ngộ. Thì Đức Phật thì nói rằng hỡi những người Kalama, các con hoài nghi là phải, trong những trường hợp đáng hoài nghi thì phải hoài nghi thôi. Dạ, thành cái chữ hoài nghi đó chứ tôi không có dùng là nghi là tiêu cực, nhưng mà chữ nghi hoặc, chữ hoặc đó là tiêu cực. Thành ra vì sau này chúng tôi cố gắng dùng cái chữ nghi hoặc. Nghi hoặc ở đây tức là sự trù trừ, sự lưỡng lự phân vân, và lâu ngày rất là một thói quen. Dạ, ví dụ như là mình đi vào trong siêu thị, nó có, mình muốn mua xà bông rửa chén mà nó có mấy chục thứ, mà mình cũng có cơ sở gì để mình quyết định là cái nào mà nó cái nào mà nó tốt hơn cái nào. Mình cứ cầm lên bỏ xuống cả buổi mình không mua được cái nào hết thì mình có vấn đề. Hay là có một lần chúng tôi đi qua bên Đức với một số Phật tử, thì họ vào cái chỗ bán krem, bán kem cây đó, thì họ nhìn thấy toàn chữ Đức không, họ không biết cái nào họ hỏi. Cứ hồi lừa tới lừa lui mở ra mà người ta lại, mùa hè người ta không có muốn cho mình mở cái thùng đựng kem ra ngoài mà người họ không chịu đóng lại. Thì mấy người mới lừa, mà hỏi hỏi chúng tôi bây giờ mình lừa cái nào, thì chúng tôi nói rằng thôi thì mình thấy cái màu nào mình thích mình lấy cái đó đi. Có nhiều khi thứ quý vị là nếu mà mình không có thể có cái cơ sở vững vàng để mình lựa chọn thì mình cứ quyết định, hơn là mình ngồi đó trù trừ. Cái sự trù trừ đó là cái sự phân vân nghi hoặc. Yeah. Và đặc biệt là cái thuộc tính nghi hoặc nó chỉ có trong một tâm duy nhất là trong hoài nghi. Thì hôm nay chúng ta đi qua những cái thuộc tính bất thiện. Thì thưa quý vị, nói về thuộc tính bất thiện thì nó lại có khác với các thuộc tính tợ tha. Ở trong thuộc tính tợ tha thì nó đóng nhiều cái vai trò đặc biệt. Ví dụ như về năm quẩn thì chúng ta có thọ quẩn là thuộc tánh thọ, tưởng quẩn thuộc tánh tưởng, còn những thuộc tánh còn lại là hành quẩn ở trong tợ tha. Hay là những chi thiền tầm tứ hỷ lạc định nó nằm ở trong tợ tha. Nhưng mà khi mà chúng ta học qua thuộc tánh bất thiện đó thì mình phải hiểu rằng ở đây sự tương hợp giữa thuộc tánh bất thiện nó chỉ đi với tâm bất thiện. Dù vậy những cái pháp như là si là chi pháp của vô minh và tham là chi pháp của ái dục thì cái ảnh hưởng nó sâu rộng hơn nhiều, không phải chỉ có trong việc hành tâm bất thiện. Và có những cái pháp mà vô tham và vô quý thì ở đây nó chỉ là một, nó chỉ là hai ở trong bốn cái thuộc tánh chi Phật. Nhưng mà đối với các pháp đối với người tu tập thì vô tham vô quý nó lại là một cái sự ngăn che ngăn ngại rất là lớn. Thì chúng ta cũng khi học vào thuộc tánh bất thiện cũng nhớ một điều rằng nó có những trường hợp gọi là tương hợp cố định và trường hợp bất định. Tất cả trong bất thiện đều có bốn cái si phần, đó là nhất định. Nhưng mà đối với tâm tham không nhất thiết là tâm tham ly tà đó là phải có ngã mạn, và nó có tính cách bất định. Và không phải tâm sân nào cũng có tật lệnh hối, đó là nó học của tính cách bất định. Và ngoài tính cách bất định thì chúng ta cũng nhớ có một điểm là có những thứ mà nó không có cùng đi với nhau. Dạ, ví dụ như tà kiến không đi với ngã mạn bao giờ, và tật lệnh hối thì nó không có đi chung với nhau, mặc dù nó thuộc về sân phật. Thì khi mà chúng ta nhớ như vậy thì nó rất là dễ, và rất là dễ để chúng ta hiểu về cái sự tương hợp của thuộc tánh đối với tâm. Đó là cái ý nghĩa liên quan đến giữa thuộc tánh bất thiện tương hợp với tâm. Bây giờ bạch thượng tọa tuệ siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tuệ siêu nghe được xin kính cung thỉnh thượng tọa.
giảng phần còn lại. Bạch Thiên Tập Tiểu Sư Trường Tọa có nghe được không vậy? Quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ thấy Trường Tọa Tiểu Sư, xin kính thỉnh Trường Tọa. Anh Nam Mô Bổn Thầy nha. Kính bạch Thiên Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, quý tu nữ. Tiếp theo lời của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng tôi xin chia sẻ một vài điều trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa soạn các cái câu thảo luận cho bài học hôm nay. Khi chúng ta học về cái sự tương hợp của các cái thuộc tánh bất thiện với tâm, thì tất cả những gì mà thuộc tánh bất thiện tương hợp với tâm đã được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày rồi. Chúng tôi chỉ xin chia sẻ cho quý vị một vài vấn đề nó hơi ngoài lề một chút. Đó là ngoài lề, tức là nó không có nằm ở trong cái phạm trù tương thuộc của tâm bất thiện, nhưng đây là những vấn đề chúng tôi đưa ra để chúng ta có thể suy nghĩ, chúng ta biết từng, trước hết là cái nhóm si phần. Ở trong cái nhóm si phần đó, nó có bốn thuộc tánh: si vô tạng, quý phân vật, uthaccha. Thì ở cái chỗ điểm uthaccha đó, có người hỏi chúng tôi rằng là trong khi mình hành thiền, thay vì mình tập trung để chánh niệm trên đề mục, một đề mục nhất tâm bất loạn, nhưng mà ngay lúc đó mình chợt nhớ đến câu Phật ngôn ở trong Pháp Cú Kinh, hoặc là ở trong đâu đó mà mình vừa học được, bây giờ mình bỏ cái đề mục, cái mình xây qua, mình ôn cái câu Phật ngôn đó, mình ôn cho thuộc cái câu Phật ngôn đó rồi, cái mình lại nhớ đến cái câu Phật ngôn khác, mình để ôn nữa. Thế thì cái trường hợp này có gọi là cái phóng dật bất thiện không? Bởi vì từ cái niệm trong đề mục cho đến cái sự suy xét hay là suy niệm về Phật ngôn thì nó thay đổi hai cái đối tượng, hai cảnh. Nhưng mà cái đầu cũng là thiện pháp cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết như thế nào đây? Ở đây thưa quý vị,
lúc đầu mình có cái sự tác ý là chánh niệm với điều mục, nhưng mà sau đó điều mục bị lãng quên để mình suy nghĩ về cái đối tượng khác, cái cảnh khác. Thì ở cái giai đoạn này nó xen kẽ, tức là nó có một cái lộ trình tâm mà động lực là cái tâm si phóng dật, động lực là tâm si phóng dật. Và khi phóng dật rồi đó thì bắt đầu lại có cái tác ý đến một cái thiện pháp, một cái đề tài thù thiện pháp, để cho động lực thiện ấy sinh khởi. Thì như vậy trong suốt thời gian dài, một giờ đồng hồ hoặc hai đồng hồ, thì tâm của vị hành giả đó nó không có được yên ổn, không có trú ở phổ biến mục, mà nó phải ở tâm đó, nó phải trú qua nhiều địa mục. Và để làm được cái hành động bỏ cái địa mục này mà chuyển sang cái địa mục khác, thì lúc đó là có si phóng dật nó xen kẽ, rồi cái bất thiện mà trợ cho thiện bằng thường khẩn y duyên, thì trong trường hợp này thì nó lại khởi lên cái tâm thiện khác để niệm. Ở đây nếu mà chúng ta nhận xét thì cái thường cận cái duyên của một người hay bị phóng tâm như vậy đó, cái thường cận cái duyên đó là sau này họ có cái thói quen là làm việc gì họ cũng bỏ dở nửa chừng, nghĩa là không làm tới nơi tới chốn. Đã thường cận cái duyên đó thì nó hơi nguy hiểm vậy. Còn nếu mà nói trên phương diện trạng thái tâm đó, thì thưa quý vị, thì cũng là tâm thiện thôi. Nhưng mà cái tâm thiện mà nó sinh khởi nhiều, nhiều thứ thì trong trường hợp này là nó không có trở thành cái thế mạnh được. Cũng giống như là ở trong một cái khu vườn, nếu mà người ta trồng chuyên về cái xoài, hay là trồng thuần về cái cam, cái bưởi, thì như vậy nó sẽ trở thành một kinh tế mạnh, là người đã thu hoạch được, bán được nhiều, cái số lượng nhiều về cam hoặc bưởi, vân vân. Nhưng mà trong một cái khu vườn mà cái người nông dân, cái bác nông dân đó, bác không có chịu trồng chuyên một cây, mà hễ bác đi đâu thấy có cái giống xoài ngon, bác về đó trồng cây xoài, rồi đi đến chỗ nào ăn được miếng bưởi thấy ngon, cái lấy cái hạt ra về trồng cây bưởi. Cứ như thế đó, cái khu vườn người ta thì nó phong phú, nó nhiều, cái nào cũng một cây trái cả. Nhưng mà nếu nói trên phương diện gọi là làm kinh tế mạnh đó, thì trong trường hợp này khu vườn đó là khu vườn tạp, chứ không phải là khu vườn canh tác kinh tế. Cho nên ở đây đó là chúng ta tùy, nếu mà chúng ta đã hiểu rõ như vậy, nhưng mà hễ lúc mà chúng ta hành thiền, chúng ta tập trung trên một đề mục, chúng ta bị hung trầm,
thị miên, tức là bị giả dự buồn ngủ, thì chúng ta mới tắt ý nghĩ rằng thay vì ngồi mà cố ép tâm để mình tránh niệm trên cái đề mục mà bị hung trầm như thế này thì cũng chẳng có phước báo được gì, thì thôi bây giờ mình vực dậy để cho tâm nó suy nghĩ về, suy nghĩ về Phật ngôn, suy nghĩ về pháp, thì như vậy vẫn có ích lợi hơn. Thì trong khi đó người này chuyển đề tài, chuyển đề tài tu tập thì nó vẫn là có sự thích hợp, cái đó chúng ta vẫn làm được thôi. Nhưng lâu dần đó, khi mà chúng ta biết rằng là do mình suy nghĩ về pháp, lúc rày mình ít bị hung trầm thị miên, thì mình phải tập trung tư tưởng lại để mà chánh niệm trên một đề mục, như là niệm hơi thở ra hơi thở vào. Thỉnh thoảng thì Đức Phật ngài có dạy một vị tỳ kheo, thỉnh thoảng lúc nào cần tinh tấn thì tinh tấn, nhưng mà thỉnh thoảng phải giữ xả. Lúc nào niệm biến nhại thì niệm, nhưng mà thỉnh thoảng thì mình phải xả ra bớt. Bởi vì nếu như mà mình tập trung mình làm một cái thì cũng giống như cái người thợ kim hoàn, khi mà họ đạp cái con cốc lửa để họ thổi vào ống bể của cái người thợ vàng, nếu mà đạp liên tục, lửa nó xì ra nhiều đó, nó phun ra nhiều thì vàng nó sẽ cháy ra và nó sẽ cháy. Còn nếu như mà ít lửa đó thì vàng nó không có đủ nóng và nó không có đủ chảy ra thì cũng làm cũng không được, làm đồ nữ trang cũng không được. Cho nên lúc nào cần khè lửa thì lửa, nhưng mà lúc nào cần giảm thì họ cũng phải bớt lại, làm cho vừa phải. Cho nên cái vấn đề thứ nhất mà chúng tôi muốn bàn ở đây là vấn đề mà chúng ta phóng dật. Có khi có phải là bất thiện không cần thiết không? Thì chúng ta nói cái đó nó tùy trường hợp. Rồi bây giờ thứ hai đó là khi chúng ta nói đến cái nhớ gọi là tham phần, trong đó tham phần đó, thì nó có một cái chi pháp gọi là thuộc tánh mạng, mana. Mạng tức là cái trạng thái ỷ lại hay là so sánh mình với người khác. Đương nhiên cái thuộc tánh này là bất thiện, và khi một vị tỳ kheo tu tập mà có cái sự ỷ mình, khen mình chê người thì vậy vì nó sẽ dậm chân tại chỗ, nó bị giống như khúc gỗ mà trôi ngược, trôi trên cái dòng sông mà nó bị một trong tám cái nguyên nhân khiến cho nó không có trôi ra biển cả được, đó tức là cái ngạn mạn, cái sự mắc cạn. Cây khúc gỗ bị mắc cạn giống như người tu tập mà có cái tâm mạn, kêu mạn rồi thì nó chặn đứt lại. Tuy nhiên ở trong cái vấn đề này chúng ta cũng cần phải hiểu, có đôi lúc trong cái việc tu việc học á, chúng ta cũng dĩ mạng trừ mạng, tức là có những trường hợp chúng ta cũng phải có một cái sự tự hào. Thí dụ chúng ta thành tựu được một cái pháp học nào đó hay là một cái trí tuệ nào đó, thì khi đó chúng ta có cái sự tự hào một chút, để rồi chúng ta cảm thấy quan hỷ với cái thành quả mình đã đạt được, rồi mình tiến lên. Nhưng mà khi đã
tiến lên được rồi thì mình mới bắt đầu mình bỏ, mình phải dẹp cái tâm ngã mạn, đừng để cho mạn đó nó đi đến cái chỗ của Atibana là cống cao, hống hách. Chúng ta phải biết kiềm chế nó lại, chúng ta phải biết kiềm chế nó lại. Cũng như ví như khi mà chúng ta ăn đó, chúng ta không có tham đắm trong cái món ăn. Vì tỳ kheo ăn không có tham đắm trong món ăn. Tuy nhiên, nếu như vị tỳ kheo khi mà ăn mà cái miệng không biết ngon đó, cái vị giác nó không có cảm nhận được cái vị ngon đó, thì như vậy thì có chừng là đang có bị bệnh tiêu hóa, bệnh bao tử, cho nên ăn uống không được, thấy nó ngán lên ngán xuống, thì như vậy nó sẽ hại cho sức khỏe trong cái việc tu tập. Do đó cho nên những lúc nào mà ăn ngon được thì vẫn biết ngon, phải biết thưởng thức, nhưng mà không vì đó mà chúng ta tham đắm ở trong vật thực. Ăn biết ngon là chỉ để mình trắc nghiệm được, kiểm tra được cái sức khỏe của mình thôi, chứ không phải là ăn biết ngon để rồi chúng ta có cái sự tham đắm ở trong cái vị vật Phật thực. Cho nên nhiều cái pháp tu nó khó lắm, thưa quý vị, pháp tu khó lắm. Chúng tôi có gặp nhiều vị khi mà họ tu tập, họ nói rằng họ sợ họ giỏi quá đó thì sanh ra cái sự ngã mạn, rồi cái họ không dám giỏi, cái riết rồi họ dở, họ không làm gì hết. Tu thời gian dài vậy nhưng mà không có làm nên tích sự gì hết, không đỡ cho mình, không đỡ cho chúng sanh, không đỡ cho giáo pháp. Do đó chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta hãy dùng mạng đó như là một cái chất xúc tác để mà nó thúc đẩy cho mình có cái sự tiến bộ. Nhưng mà vừa phải thôi, khi mà đã có cái sự tiến bộ được một chút thì lúc bây giờ mình phải biết kềm chế lại, đừng để cho cái kiêu mạn nó sinh khởi nhiều. Cái điều đó không tốt, bởi vì kiêu mạn là cái sự chặn đứng tiến hóa. Cái điều thứ ba đó, cái vấn đề thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, nãy giờ chúng tôi nói vậy quý vị có nghe được sao thấy im lặng, không có ai. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ dạ. Ồ, chắc có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng đã có câu hỏi thảo luận rồi, xin vậy thôi, xin dứt lời ở đi. Thỉnh Thượng Tọa điều hợp. Ồ dạ dạ. Nếu sư định nói vậy thì sư định nói thêm chút cái chỗ này. Ở đây thưa quý vị, ở trong cái nhóm sân phần đó, nó có sân tật lẫn hối. Hối ở đây tức là cái sự hối hận, cái sự ăn năn, cái sự ra rứt lương tâm, thì nó chỉ toàn là cái trạng thái bất thiện thôi. Tuy nhiên ở trong kinh tạng đó, thì khi mà vua Ajatasattu hay là một người nào khác họ biết hối hận, họ biết hối cái lỗi của họ rồi đó, họ đi đến đảnh lễ Đức Phật và họ bày tỏ cái sự ra dứt của mình vì cái tội lỗi mình đã làm, thì Đức Phật này nói rằng quả thật như vậy, vì ngu si, vì tiểu trí, vì lầm lạc nên ngươi đã hành động cái tội lỗi như thế.
Nhưng mà nay ngươi đã có cái sự hối cải và sám hối theo pháp, thì đó là cái sự tiến bộ trong pháp luật bậc thánh. Thì ở đây quý vị, chúng ta làm cái việc gì đó, chúng ta cũng phải có cái tâm hối, phải biết hối. Ở nhất là trong luật tạng có đề cập đến những cái vấn đề, nếu một vị tỳ kheo khi mà vị đó sống phạm vào những cái điều mà Đức Phật hạn chế định, mà vị đó không có cái tâm hối, hối cải đó, không có tâm hối quá. Hối quá tức là hối cái lỗi lầm của mình đó, thì như vậy người đó họ sẽ không có sự tiến bộ. Thì trong trường hợp này hối gì, mặc dù đó là bất thiện, nhưng mà có đôi lúc nó cũng cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Con người sống ở đời làm việc gì phải biết hối cải, phải biết ăn năn, thì như vậy người đó mới có thể trở nên lương thiện được, mới cải thiện và lương được. Chứ còn nếu mà làm việc gì mà không biết hối, tức là không tàm không quý, thì trong trường hợp này là nó sẽ lún sâu và tội lỗi thêm nữa. Cho nên ở trong cái nhóm sân phần mà cái chi phần hối á, là chúng ta cũng nên có thêm một chút trong đời sống của chúng ta, để mà chúng ta chỉnh sửa lại những gì mà chúng ta đã mắc phải lầm lỗi. Rồi cái nhóm hôn phần thì cái nhóm này là hoàn toàn là chúng ta không có xài được. Bây giờ hôn trầm và thủy miên thì chúng ta không xài được. Nếu mà chúng ta có nói chúng ta xài, cái cơ thể mà nó buồn ngủ giả dự quá thì nó không có phát triển được, nó không có làm được việc gì, không có tu tập được gì, thì thôi nó mệt quá phải cho nó nghỉ một chút. Thì trong trường hợp chúng ta chỉ biện hộ vậy thôi. Chớ thì thật thì khi mà chúng ta áp dụng để cho cái thân này, cho tâm này nó bị hôn trầm thì mi chi phối đó, thì trong trường hợp này nó có vấn đề làm cho mình chậm tiến. Bây giờ cuối cùng tức là cái sự hoài nghi hay là nghi hoặc, thì cho dù xài cái tiếng nào đi nữa thì ở trong trường hợp nào, trong trường hợp thì chúng ta cũng nhớ điều, tức là sự không biết tin, không biết tin nơi Đức Phật, nơi sự giác ngộ của Đức Phật, không biết tin vào hiệu năng của giáo pháp, không biết tin vào, không có cái sự tịnh tính vào cái sự thanh tịnh của tăng chẳng hạn, thì trong trường hợp đó cái sự hoài nghi đó là hoài nghi bất thiện. Nhưng mà nếu như một người mà họ làm việc gì mà họ không hiểu rõ thì họ có cái sự nghi ngờ, như là các nhân chúng Sikkhamala đến bạch với Đức Phật, là có những vị sa môn bà la môn đến địa phương của con, chúng con, và nó người nào cũng cho rằng mình là chánh pháp, người khác là tà pháp, chỉ có đây là thật, chỗ khác là hư ngụy, ai cũng nói như vậy thì chúng con biết tin vào đâu? Đức Thế Tôn là nói rằng này các dân Kamala, có những cái sự kiện đáng nghi ngờ thì nghi ngờ là phải. Rồi Đức Phật ngài dạy cho họ những cách để mà chúng ta chấp nhận một điều gì đó mà chúng ta không rơi vào cái tình trạng gọi là có cái gì ngờ vực, hay là chúng ta có sự hoang mang. Bởi vì hoang mang giống như là một người đứng ở trước ngã ba, ngã tư đường, thì họ không có bước đi được, nên họ phải có sự dứt khoát. Thì ở đây đó, bây giờ chúng ta không nói đến vấn đề hoài nghi ở trong bất thiện pháp, mà chúng ta nói rằng trong cuộc sống của chúng ta, người ta nói hãy đa nghi đa ngộ. Người nào có sự thắc mắc nhiều
thì khi mình học hỏi được giải tỏa thì người đó sẽ có cái tiến bộ nhiều. Cũng giống như khi mà chúng ta đọc kinh điển đó, nếu mà chúng ta chỉ đọc cho có đọc xuyên qua, hiểu không hiểu được thôi, chúng ta cũng bỏ qua như vậy không bao giờ chúng ta giỏi được. Chúng ta đọc có những cái chúng ta phải thắc mắc, cái câu nói này có nghĩa gì ha, hay là cái sự kiện này tại sao trước nói vậy mà bây giờ lại nói thế này, lý do gì đây, ý nghĩa gì đây, vân vân. Chúng ta có cái sự thắc mắc như thế, chính cái sự thắc mắc đó để giúp cho chúng ta được khai mở thêm. Nếu khi mà chúng ta đã tìm hiểu ra, chúng ta trắc nghiệm, chúng ta biết được, hoặc là chúng ta đi hỏi từ nơi các cái vị có trí, những vị đó sẽ giải thích cho chúng ta nghe, làm cho chúng ta được sáng tỏ vấn đề, thì như vậy cái đó cũng hay thưa quý vị. Cho nên cái vấn đề đang nghi đang ngộ đó, tức là chúng ta có sự thắc mắc, có cái sự nghi vấn ở trong mỗi vấn đề đó, trong trường hợp này sẽ giúp cho chúng ta là người có cái sự thận trọng. Chúng ta không cả tin, chúng ta không có cả tin, thì như vậy đó cũng là điều tốt. Chúng ta nhớ giữa cái lằn ranh, cái sự thắc mắc với cái sự nghi, không biết tin đó, gan tất cả, cho nên chúng ta rất có thể dễ bị hiểu lầm, rất dễ bị hiểu lầm. Cho nên có những người, có những lúc mà chúng tôi đến lớp dạy, chúng ta hỏi Phật tử có ai thắc mắc gì không, thì tất cả mọi người họ chỉ nhìn cười cười, họ im lặng. Chúng tôi nói lớp này đắt đầu quá, tôi đùa hết rồi, chấm đã cắt đứt cái sự hoài nghi rồi. Lúc bây giờ họ mới bắt đầu, người này xung phong đưa lên câu hỏi, người kia đặt lên câu hỏi, thì lúc đó thì té ra tại vì họ thắc mắc nhưng mà họ không dám hỏi, họ sợ mang tiếng là bị rơi vào cái tình trạng hoài nghi giáo pháp. Nhưng mà chúng tôi giải thích cho họ cái đó phải là hoài nghi giáo pháp. Một người mà có cái tâm hoài nghi giáo pháp mà chẩn đứt cái sự tu tiến đó, tức là họ hoài nghi toàn bộ tâm tạng kinh điển, họ không quyết tin, họ không tin toàn bộ kinh điển. Còn khi mà chúng ta có niềm tin đối với giáo pháp, nhưng mà tại vì cái bài kinh đó, cái đoạn đó nó có cái sự sâu xa về nghĩa lý, mình hiểu không tới, thì lúc bây giờ mình mới có cái sự, có cái sự phân vân, có cái sự thắc mắc, có sự nghi, hoài nghi, thì giúp cho chúng ta có sự tiến bộ. Cho nên học cái gì cũng vậy, chúng ta cần phải dùng cái trí tư để chúng ta nghĩ, chúng ta so sánh. Nhờ như vậy chúng ta mới có sự tiến bộ được. Học ở trong thắng pháp thưa quý vị, một điều mà chúng tôi cũng thường hay nhắc, mà ngày xưa khi mà chúng tôi học và thầy của chúng tôi Ngài Tịnh Sự Ngài cũng thường hay nhắc cái chữ đó, tức là học phi dục pháp là mình phải biết cái suy luận. Chứ học phi dục pháp mà không có chịu suy luận các vấn đề là chúng ta chỉ học ở trong lời ông thầy giảng sao, trong sách ghi sao, thì cứ học thuộc lòng y như vậy. Cả bài thì nghe nó suông câu nó hay đó, nhưng mà hỏi ra chúng ta quên hết, chúng ta quên không có nhớ. Chỉ thí dụ bây giờ học về 14 cái thuộc tánh bất thiện, thì chúng ta chia ra làm 5 giới. Làm sao chúng ta nhớ 5 giới? Thì ở trong đó chúng ta cứ nhớ một nhóm là bất thiện biến hành, rồi ba nhóm còn lại đó là bao giờ đầu từ tham phần, sân phần, hôn phần, hoài nghi. Thì lúc bây giờ bốn nhóm đó được xem như là biệt cảnh bất thiện, biệt cảnh bất thiện.
rồi bắt đầu từng nhóm á, nó có bao nhiêu cái tên thuộc tánh, ý nghĩa như thế nào, và cái gì mà chúng ta vướng mắc gặp phải trong đời sống hàng ngày chúng ta phải suy nghĩ. Thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tiến bộ. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây, và xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều hợp Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư. Nhân Thượng Tọa Tổ Sư nói về chuyện khỏi ghi thắc mắc thì chúng tôi cũng kể quý vị nghe câu chuyện vui là chúng tôi làm việc ở trong rung có nhiều khi chúng tôi cũng bị quan lắm, nhưng mà bị quan chứ chúng tôi cũng không biết nói sao. Có Phật tử họ nói với chúng tôi như vậy, họ chắc họ nói rằng tại sao Thượng Tọa Tổ Sư vừa mệt vừa buồn ngủ rồi mà sao sư cứ hỏi hoài. Thì chúng tôi nói rằng có nhiều khi hỏi đỡ buồn ngủ hơn rồi không. Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta học Phật Pháp thì có nhiều điều rất là thú vị thưa quý vị. Bây giờ thì xin được tiếp theo hỏi Thượng Tọa Tổ Sư, Thượng Tọa Hoan Hỷ, Thượng Tọa giải thích cho một vấn đề là khi mà chúng ta học về tương hợp giữa thuộc tánh và tâm, tâm và thuộc tánh, thì chúng ta thấy rằng thuộc tánh si, thuộc tánh tha chỉ có mặt bất thiện thôi. Dạ, mà chúng ta biết rằng chi pháp của vô minh là si, và chi pháp của ái dục là tham. Như vậy bây giờ khi Phật tử nói rằng vô minh và ái dục mà nó chi phối các cái tâm thiện để tạo quả, như tâm thiện tình dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, thì nó chi phối bằng cách nào? Chúng ta Hoan Hỷ giải về điểm này kính thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trước khi giải về cái ý nghĩa ở trong câu thảo luận số 1, chúng ta kiểm tra lại cái trình độ duyên hệ của cả lớp, xem coi quý vị có căn bản hay là quý vị mất hết trơn hoặc là không biết. Nếu mà chúng ta không biết về duyên hệ, hoặc là chúng ta có học rồi mà chúng ta quên, thì xem như là chúng ta, dầu cho chúng ta có nói đi nữa thì quý vị cũng chẳng có hiểu ra được. Kính thưa quý vị, nó có hai trường hợp. Đúng ra tới 9 trường hợp, 9 trường hợp duyên hệ. Có những duyên, có những trường hợp trợ duyên năng giúp cho sở bằng cách là đồng sanh, hỗ tương tương ưng. Có những trường hợp tâm giúp cho sở, sở duyên, năng duyên giúp cho sở duyên bằng cách là nó sanh trước để trợ cho sở duyên sinh sau, hoặc là có khi nó trợ bằng cách hậu sinh duyên, hay là bằng cách thường cẩn y duyên, hoặc là dị thời nghiệp duyên, thì cái đó nó đa dạng. Thì bây giờ chúng ta nói vấn đề này. Cái trường hợp chúng ta đang học bài ở đây đó là hai thuộc tánh si và tham. Tâm sở si và tâm sở tham chỉ có mặt trong tâm bất thiện thôi. Thì trong trường hợp này, si và tham trợ cho các cái tâm, các cái danh quẩn đồng sanh, trợ bằng cách là câu sinh duyên, sa ha cha ta pa chạy giá, hữu tương duyên, anh nhâm anh nhớ pa chạy giá, hay là tương ương duyên, bởi vì danh và danh
gọi là Samyutta Paccaya. Thì cái chuyện đó là như vậy. Còn khi mà nói qua đến duyên sinh, như ở trong cuộc sống này, chúng ta ngoài cái câu sinh duyên là cái pháp thực tính nó sinh khởi, nó phải có những cái thuộc tính như vậy, thành phần như vậy, thì ngoài ra đó nó còn có cái trường hợp là nó hỗ trợ, nó hỗ trợ. Đây không phải là Janaka Sati, Janaka Sati chỉ là mãnh lực trợ sanh, còn Upathamaka Sati tức là có mãnh lực là hỗ trợ. Nó cũng giống như là khi mà quý vị hỏi cái cây này được trồng ở đây, cái cây này nó mọc xung xuê, có trái nhiều, cái đó là nhờ cái gì? Thì đương nhiên có người thì họ nói là tại cái giống cây này đó là được chọn giống tốt mà đặt xuống đất, cho nên cái giống cây này nó, cái hạt giống này nó tốt lắm. Thì một người giải thích là cái hạt giống nó trợ cho có một cái cội cây xoài xuân xuê như thế. Nhưng mà có người khác thì họ nói kiểu, họ nói tại vì hàng ngày tôi thường tưới nước bón phân, những khi mà nó còn nhỏ đó, mình mới trồng xuống thì mình phải dung đất lên và giữ ẩm cho gốc, phải tưới nước thường xuyên, đừng để cho nắng khô, thì như vậy nó sẽ bén rễ. Và khi mà cây nó được bén rễ thì nó tốt chứ có gì đâu. Từ giờ mình thắc mắc, vậy là cái cây này nó mọc xung xuê là do cái hạt giống hay là do nơi nước, nước tưới? Thì bây giờ trong hai vấn đề đó quý vị phải, không thể nào mà chúng ta chọn một trong hai và chúng ta nói cả hai. Hạt giống nó nảy nở ra cây có quả thì cái đó giống như là tham si mà ở trong cái tâm bất thiện vậy đó. Còn khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà ảnh hưởng thời tiết hoặc là ảnh hưởng do nước tưới thì trường hợp này nó hỗ trợ xa, cũng giống như là trường hợp mà vô minh duyên cho phúc hành, phi phúc hành vậy, duyên cho bất đồng hành vậy, hoặc là ái duyên cho nghiệp hữu, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Thì ở đây thưa quý vị, si vô minh, si đó thì nó chỉ đồng sanh với tham hoặc là sân thôi, với các cái bất thiện, cái tâm bất thiện, các quẩn bất thiện. Nhưng mà ngoài cái đó thì tham nó còn, tham si nó còn làm việc ngoài giờ của nó nữa, tức là nó hỗ trợ cho, nó hỗ trợ cho cái nghiệp thiện hiện thế. Như là một người họ vì si mê, họ không thấy cái sự khổ mà họ ráng đi làm phước, họ nguyện sanh về cõi trời. Hoặc là như cái anh chàng thanh niên, anh chàng Thiện Nam thời Đức Phật Kassapa, khi mà anh ta đi đến cúng dường Bông Hoa, đến bảo tháp Xá Lợi của thờ, bảo thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa, anh ta phát nguyện do sự cúng dường Bông Hoa ngày hôm nay đó, đến tháp thờ Xá Lợi Đức Thế Tôn, nguyện đời sau con có được một cái vẻ mặt duyên dáng đẹp, ai thấy cũng thương, cô nào thấy cũng mê. Cho nên sau này cái quả mà nó phát sinh nó do cái phước thiện đó anh ta làm, và anh ta có cái sự ý nguyện như vậy đó,
Cho nên đời sau này khi mà anh ta sanh lên mãi đến thời kỳ Đức Phật, thích Đức Phật sắc giá Đức Phật Gautama xuất hiện ở đời, anh ta cũng vậy nữa. Anh ta đi đâu cô nào tiểu thư công chúa, ai cô nào thấy cũng thương ta hết. Và do đó cho nên sẵn sàng hiến dâng cho anh ta tất cả cuộc đời của họ. Thế là sau này anh ta bị buộc tội là một người dâm đảng, và do đó cho nên phải xử tử. Cũng may là lúc đó Đức Phật Ngài xét thấy cái duyên lành, cho nên Ngài bảo tôn giả Ananda đi đến xin cho anh ta miễn tội chết. Và khi vua Senadi Dũng nhận ra được là Đức Thế Tôn đã biết được có vấn đề, cho nên Ngài mới lên tiếng như vậy thì tha tội chết. Và ông vua dẫn anh chàng đến đi đến Đức Phật, kể lại cái câu chuyện quá khứ. Do vì vô minh cho anh ta làm phước anh ta nguyện thế đó để anh ta khổ. Nếu mà anh ta biết anh ta khổ, anh ta duyên dáng ai thấy cũng thương để mà dẫn anh ta đến chỗ chết, chắc anh ta không dám nguyện vậy đâu. Nhưng mà tại vì vô minh, vô minh đã chi phối anh ta không biết. Thì sau khi mà Đức Phật này giải thích xong như vậy thì anh ta hoan hỷ, anh ta xin xuất gia và sau đó chứng A-la-hán. Thì thưa quý vị, ở đời người mà làm thiện phải là luôn luôn vì cái động cơ tốt. Nhiều khi không phải là vì muốn giải thoát, hay không phải vì chán cuộc đời mà làm phước để mà giải thoát, mà họ đã giàu họ muốn giàu thêm, hoặc là họ đã đẹp họ muốn đẹp thêm, họ đã có quyền chức họ muốn có quyền chức thêm nữa. Thì trong trường hợp này họ mới đi làm phước tạo nhiều công đức, để rồi còn cái chuyện khổ về sau hạ hồi phân giải. Nhưng mà hiện tại thì do vô minh nó thúc đẩy chi phối, cho nên là ta mới tạo cái phúc hành hay là bất đồng hành. Ái cũng vậy, ái duyên cho thủ, hạ ái chấp, có ngã chấp thì mới bắt đầu duyên hữu, là nó trợ cho nghiệp hữu, là cái thân nghiệp hữu, võ nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, thì có thiện có bất thiện. Nói chung tức là chúng ta đang học ở đây thuộc tánh tham hay thuộc tánh si, mà nó đồng sanh với cái tâm bất thiện, thì trong trường hợp này nó đóng cái vai trò gọi là câu sanh duyên, sahacha tapacaya, tương ưng hữu duyên, hữu tương duyên đối với các phần đồng sanh. Nhưng mà ở trong trường hợp khác, vô minh, ái, thủ là những phiền não luân đó, không những nó chỉ trợ cho nghiệp bất thiện mà nó trợ cho nghiệp thiện dục giới, thì giới thì thế nữa. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi là nó trợ bằng cách là thường cận ý duyên bất cách tôn bích sa giá bất chi. Cho nên ở chúng ta là cả chỉ là tùy theo trường hợp mà nói mà thôi. Chúng tôi xin được ghi dứt lời cái câu thảo luận số 1. Xin tình tội giới đánh trở lại. Dạ, tôi kính thưa tòa tùy siêu. Xin hỏi thưa tòa một câu nữa rồi để thưa tòa đi nghỉ. Bạch thưa tòa tùy siêu, ở trong thắng pháp thì nói rằng hai cái thuộc tính hôn trầm và thủy biên đó, một cái là làm giả dự quỷ quải đối với trầm, tức là hôn trầm, và thủy biên là giả dự quỷ quải đối với thuộc tính. Thì cái cách hiểu và cách giải thích này đó, nó có ở trong đường truyền của có máy nó đang bị trở ngại, xin đại đức thị kêu quan hệ post câu số 2 gì. Mình chỉ nói là trong
trong kinh Tạng á, thì có cái giải thích tương tự như vậy chăng? Và hôn trầm thủy miên á, nó là một cái hiện tượng thuộc về thân. Ví dụ như mình làm việc lâu thì mệt mỏi, hay là mình thức nhiều thì mình tới buồn ngủ thì buồn ngủ thôi. Thì có nên gọi đó là phiền não không? Thì xin Tổ Quan Hỷ giải rõ về điểm này, kính thỉnh thiền tọa. Chúng tôi đồng ý trong cái câu thì ở đây cái thuộc tánh này là an tịnh thức trạng thái thuộc tánh hôn trầm và thị miên đó mà nó làm cho ảnh hưởng đến cái sắc pháp, chỉ là ảnh hưởng bằng cách thường cận y duyên, chứ không phải là cái thuộc tánh đó thuộc về thân, mà thuộc tánh này thuộc về tham, không phải thuộc về tâm, không phải vậy. Bởi vì thuộc tánh nào hôn trầm thị miên cũng đều là chân pháp, nó không có hòa nhập được với sắc pháp. Nếu mà chúng ta nói như vậy đó, thì tại sao không đem cái thủy miên đó để làm cho thành 29 sắc pháp, có thêm cái sắc gọi là sắc thủy miên, cái sắc buồn cũ đó, cái sắc ngủ đó. Tại sao vậy? Là bởi vì cái trạng thái mà quể quải
Và ngủ mê đó, cái trạng thái đó là cái trạng thái thuộc về danh pháp, chứ không có cái nào thuộc thân, cái nào thuộc tâm hết. Không trầm thi miên đều thuộc tâm hết. Cho nên cái điểm thứ nhất mà chúng tôi xin được trả lời đó là ở trong thắng pháp không có đề cập đến cái vấn đề mà hôn trầm là nó quỷ quải của tâm là thức quân, còn thị miên là sự quỷ quải của ba quẩn, danh quẩn khác, cái thọ chúng ta chưa gặp nhiều đó. Da khi mình có gì mình phấn khởi, mình vui thì nó cái gai ốc nó nổi lên. Thì trong trường hợp đó, không lẽ chúng ta nói là pi tí là nó có cái khuynh hướng thiên về thân sao? Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, hễ cái kia nó cũng đồng cái tình trạng như vậy mà chúng ta không thể nói như vậy được, thì cái này chúng ta có thể, chúng ta cũng phải hiểu như thế. Thượng tọa Giác Đẳng cho biết ở trong Abhidhammasanghá giải thích biết thá là bệnh tâm, mà thi ná là bệnh thân. Ở trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng chưa có xác định được, bởi vì hai cái này đó là do cái sự nhận xét mà các vị giải thích theo cái suy nghĩ của các vị thôi, mà chúng tôi nói rằng là cũng không phải là sai hoàn toàn, nhưng mà chúng tôi chưa thấy ở trong kinh điển mà Đức Phật ngài đã dạy như thế, không có. Đằng này chỉ là cái sự giải thích theo cái cách suy nghĩ, xem ra nó cũng hợp lý, là bởi vì hễ mà sự quỷ quái thi nát, cái sự quỷ quái là như là mắt nó sập bí mắt, mở mắt không lên, hoặc là tay chân dở không nổi, thì lúc đó là trạng thái nó buồn ngủ rồi, thì đó
Rồi bắt đầu nó đi đến cái chỗ rồi mới thá, thì lúc bây giờ tâm nó chìm vào pháp quan giác. Bắt đầu nó dẫn, nó dẫn lối để chìm vào pháp quan giác, là chìm vào. Thích này chúng tôi nghĩ rằng chỉ giải thích theo cách sinh hoạt động của thì nó mới tháng hôn trầm thủy miên thôi, giải thích theo cách hoạt động của hôn trầm thủy miên. Nhưng mà phải khẳng định rằng dù cho thi nó mới tháng cũng vẫn là nam mắt là danh, nam mắt hành thác là danh quấn. Còn sắc quấn rô bắc hành thá thì ở đây nó không có, nó không có thể tương đương, nó không có thể tương ưng hỗ tương với danh quẩn được. Thì đó là chúng tôi trình bày để trả lời cái câu hỏi thảo luận. Giờ xin cảm ơn thượng tọa. Tôi biết cái đoạn này của trong Thắng Pháp Tập Biểu Luận, vì đã hết giờ rồi cho nên chúng tôi không có nói thêm. Nếu mà còn giờ thì chúng tôi sẽ trình bày thêm vấn đề này. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa đã đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trân thượng tọa tổ sư. Bạch thượng tọa tổ sư, tuy là hết giờ rồi nhưng mà cũng xin dành một phút để nói thêm một điều rằng hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của sư trưởng, tức là chúng ta thường gọi là lễ tiểu tường, thì xin được đem tất cả cái công đức của buổi giảng thắng pháp này nói riêng cũng như tất cả những sự tu học của chúng ta để hướng nguyện đến sư trưởng, một bậc thầy, một vị dẫn đạo đã đưa chúng ta vào trong con đường đạo và đã cống hiến rất nhiều, đặc biệt là môn thắng pháp ở Việt Nam này. Xin cho sư trưởng ở bất cứ cảnh giới nào, ở bất cứ điều kiện nào cũng có nhiều cái thắng duyên để tiếp tục cái hạnh nguyện tu tập và chứng ngộ chánh pháp và hoàn thành cái đại nguyện phụng sự tam bảo, phụng sự chúng sinh, một điều mà sư trưởng suốt thể hiện suốt cả cuộc đời. Xin được kính trình chư tôn đức đã vào rung để tham dự chương trình sinh hoạt hôm nay. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt của Đức Phật Pháp Bồ Tát Đàm Ma ở tại đây. Định lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Xuống. Dạ, nên một bịch thầy dạ. Dạ, cảm ơn con kêu ân sư, cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con nhận xin thay mặt tại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp,
Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sư ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha, dạ con thành kính.